nghệ sĩ Bảo Khương bị bà bầu đuổi vì phạm lỗi với Thanh Nga, giờ phải bán cà phê kiếm 3 triệu một tháng. Bảo Khương là một nghệ sĩ hài quen mặt với khán giả qua màn ảnh nhỏ, nhưng lại ít được nhớ tên vì không hoạt động rầm rộ. Vừa qua, nam nghệ sĩ tiết lộ rằng hiện tại anh vẫn không có show, phải đi bán cà phê cốc, một tháng lời được hơn 3 triệu. Trong giới giải trí, khó tránh được tình cảnh trai già mang mọc. Nhiều nghệ sĩ từng nổi tiếng hiện tại phải sống một cuộc sống lận đận long đong. Dù vậy, họ vẫn chấp nhận thời thế đổi thay kiếm sống bằng nghề tay trái. Một số ít vẫn còn bám trụ với nghề. Bị bà bầu thơ đuổi việc vì phạm lỗi với Thanh Nga trên sân khấu. Nghệ sĩ Bảo Khương sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với người cậu là nghệ sĩ cải lương Thanh Tú nổi tiếng từ thập niên 50. Theo lời Bảo Khương kể lại, gia đình anh từng rất nghèo, đời ông bà ngoại phải làm tá điền đi cấy thuê, mẹ anh phải cầm đàn đi móc lúa lúc 12 giờ đêm vì sợ bị chủ nhà mắng, được một lon gạo đem về ăn cả ngày. Tuy vậy, ông ngoại Bảo Khương lại biết chơi đàn, xin được hàng xóm một chiếc đàn kìm rồi dạy con trai là nghệ sĩ Thanh Tú hát từ nhỏ. Lớn lên, nghệ sĩ Thanh Tú lên Sài Gòn học tiếp ca hát và được nghệ sĩ Nam Châu dạy nghề. Sau đó, nghệ sĩ Thanh Tú được về đoàn Thanh Minh Thanh Nga lừng lẫy, hát chung với nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Nghệ sĩ Bảo Khương khi ấy còn nhỏ nên được cho làm chân kéo âm thanh trong đoàn cải lương. Nhờ đó, anh sớm được tiếp xúc với sân khấu, ngày ngày được ngồi dưới xem các nghệ sĩ trình diễn và nghệ thuật ngấm dần từ lúc nào không hay. Từ đó, niềm đam mê nghệ thuật ngày càng nảy nở trong Bảo Khương. Anh xin cậu Thanh Tú cho theo đoàn đi diễn khắp nơi. Sau đó, Bảo Khương sang làm cho đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Thời gian này, anh làm chung âm thanh với nghệ sĩ Hữu Thiền, anh ruột nghệ sĩ Thanh Nga vỡ bên cầu Dịch Lụa. Công việc của anh là kéo micro cho nghệ sĩ hát trên sân khấu. Vì nghệ sĩ cải lương ngày đó không cầm mic hát, mà cần có mic treo từ trên cao xuống để thu âm thanh, nên phải có người điều chỉnh kéo dây mic. Nhưng lúc đó, Bảo Khương lại sơ ý kéo mic che ngay trước mặt đụng vào nón quay tha của Thanh Nga, ảnh hưởng tới mạch diễn cao trào. Nên ngay hôm sau, anh bị bà bầu thơ cho nghỉ. Bà bầu thơ mẹ Thanh Nga và cũng là người đứng đầu đoàn Thanh Minh Thanh Nga gửi một bao thư cho Bảo Khương, trong đó ghi rõ, con kiếm việc khác làm đi, con không hợp với công việc này. Không có show phải đi bán cà phê cốc lời hơn 3 triệu một tháng. Dù nghỉ việc nhưng Bảo Khương vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê sân khấu. Anh không làm âm thanh nữa mà đóng vai trò quân sĩ, từ đó đi lên kép độc. Vào khoảng đầu thập niên 80, Bảo Khương theo một đoàn cải lương đi diễn. Một suất diễn chỉ được trả cách xe 6.000 đồng, nhưng một đêm cũng được 4 suất, hát tới tận 4 giờ sáng. Nhưng vì không bằng lòng về cách làm việc với một người trong đoàn nên anh tự xin nghỉ về làm nghề chở xích lô. Được một thời gian, nghệ sĩ Bảo Khương lại quay về nghề hát, xin đi diễn ở những nơi có mức thù lao thấp nhất rồi gây dựng sự nghiệp trở lại. Tuy nhiên, anh không may mắn được ánh hào quang sân khấu chiếu sáng nên sự nghiệp luôn lận đận. Cách đây vài tháng, tại chương trình Người kể chuyện đời, nghệ sĩ Bảo Khương tiết lộ rằng hiện tại anh vẫn không có show, phải bán cà phê cốc, một tháng lời được hơn 3 triệu. Vợ anh đã đi nước ngoài và lâu rồi không liên lạc với anh. Ở nhà chỉ có anh và một cậu con trai lớn sống cùng nhau. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng nghệ sĩ Bảo Khương vẫn tạm hài lòng vì không mắc nợ ai. Không chỉ có nghệ sĩ Bảo Khương, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ khi các nghệ sĩ hoạt động năng nổ nhiều năm trong nghề như Duy Phương, Việt Anh, Bạch Long vẫn phải lo trả tiền thuê nhà hàng tháng vì chưa có tổ ấm an cư. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh xuất thân nghèo khó, đến khi trở thành diễn viên nổi tiếng, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh vẫn lận đận đủ đường, nhất là trong chuyện tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Phương Linh, vợ ông cùng con gái sang Australia định cư, riêng ông vẫn ở Việt Nam chấp nhận sống cô độc để tiếp tục cống hiến nghệ thuật. Tính ông hay thương người nên đã cho bạn mượn hết số tiền dành dụm mua đất sau ly hôn. Đến khi bạn không có khả năng chi trả, nghệ sĩ Việt Anh rơi vào cảnh trắng tay. Ông thường sống tạm bợ tại khách sạn, ăn cơm ngoài hàng quán. Trừ khoản tiền nhỏ chi tiêu cho cuộc sống, nam diễn viên dành toàn bộ thu nhập gửi cho con. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Long. Nghệ sĩ ưu tú Bạch Long là nghệ sĩ có tiếng, đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ tài năng trong lĩnh vực cải lương như Vũ Luân, Quế Trân, Tú Sương. Nhưng cuộc sống của Bạch Long vẫn gặp khó khăn lận đận. Hiện tại thu nhập của ông chỉ đủ lo 2 bữa cơm mỗi ngày. Ở tuổi ngoài 60, Bạch Long vẫn chưa có vợ con, không có tài sản tích lũy và vẫn ở nhà thuê. Vì thương anh nên nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc có nhiều lần gợi ý giúp đỡ đưa về chung sống cùng nhưng Bạch Long từ chối. Nghệ sĩ chia sẻ vì lòng tự trọng riêng của bản thân nên không muốn là gánh nặng của anh chị em. Ông chỉ mong ơn trên cho một giấc ngủ rồi ra đi chứ rất sợ cảnh bị bệnh tật hành hạ.